con của vùng duyên hải miền Trung, cho nên Diễm đánh giá rất là cao những bất động sản ven biển. Diễm cho rằng những căn nhà ven biển không chỉ đem đến những cái giá trị lớn lao về mặt sức khỏe mà còn về mặt đầu tư và kinh tế nữa. Thì Diễm đã chọn mua 3 căn ở trong dự án Nova World Phan Thiết ngay từ những ngày đầu tìm hiểu về dự án này, bởi vì Diễm tin rằng khả năng mà sinh lời rất là tốt. Và ngoài ra, ngày hôm nay thì Diễm đang ở có mặt tại Sentara Mirage Resort Mũi Né, một trong những tiện ích của Nova World Phan Thiết, bởi vì di chuyển từ Sentara đến với Nova World để có thể là tìm hiểu, tham quan cũng như là kiểm tra tiến độ thi công rất là dễ dàng. Và đặc biệt là Sentara Mirage Resort Mũi Né còn có những tiện ích, tiện nghi và cái cơ sở vật chất là 4 sao phục vụ cho cái nhu cầu nghỉ dưỡng của Diễm sau những ngày làm việc căng thẳng. Bây giờ thì chúng ta cùng đi tham quan một vòng Sentara Mirage Resort Mũi Né quý vị nhé. Khi mà dạo bước tại Sentara Mirage Resort Mũi Né, Diễm có cảm giác là như mình đang lạc trong vùng biển châu Âu với khung cảnh rất là thơ mộng cùng với những căn biệt thự phong cách địa trung hải đầy phóng khoáng. Thật thích thú khi tận hưởng cảnh biển lộng gió trên đài quan sát và cảm nhận sự giao thoa giữa màu xanh của biển nè, màu trắng của cát nè, màu ngói đỏ thẫm và những thảm cỏ xanh rì đầy sức sống. Nhờ lợi thế địa hình đồi cao, hồ bơi vô cực mang lại trải nghiệm đa tầng và những cung bậc cảm xúc thật là khác biệt. Diễm đang có mặt tại không gian sang trọng của nhà hàng Mundo và sự chuyên nghiệp cũng như là thân thiện trong cách phục vụ nơi đây càng làm cho kỳ nghỉ dưỡng của Diễm thêm phần hoàn hảo. Và đặc biệt là Diễm có lời khen cho bếp trưởng của nhà hàng Mundo bởi vì những món ăn mà gia đình Diễm đã thưởng thức trong kỳ lưu trú, kể cả là những món Á Âu và những món mà đặc trưng của Phan Thiết đều rất là tuyệt vời. Và ngoài ra, không gian tại Sentara Mirage Resort Mũi Né còn có nhiều tiện ích mà mọi lứa tuổi đều có thể là tận hưởng, ví dụ như là các khu vui chơi nè, các spa nè, rất là phù hợp với những gia đình mà vừa có ông bà vừa có con nhỏ, chắc chắn sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại đây. Sau một ngày nghỉ dưỡng tại Sentara Mirage Resort Mũi Né thì ngay bây giờ đây, Diễm đã có mặt tại Nova World Phan Thiết để theo dõi tiến độ thi công của những căn second home mà Diễm đã đầu tư. Và khi đến thì Diễm thực sự rất là ngạc nhiên luôn, bởi vì chỉ trong vòng 6 tháng thôi mà rất là nhiều điều thay đổi, và đặc biệt là hệ thống các tiện ích nè, các shop house đã đưa vào hoạt động làm cho cái khung cảnh ở đây trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn rất là nhiều. Và Diễm tin chắc rằng dự án này khi mà đi vào hoạt động á, sẽ làm thay đổi diện mạo ở khu vực phía Nam Phan Thiết cũng như là thu hút rất là đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế. Với quy mô 1.000 hecta cùng với định hướng phát triển rõ ràng, Diễm tin chắc rằng dự án sẽ trở thành điểm đến hàng đầu trong nước và cả khu vực luôn. Càng đặc biệt hơn khi mà tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết sẽ được hoàn thành vào năm 2022, sẽ giúp cho cái việc di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết sẽ rất là thuận tiện, chỉ có 1 giờ 40 phút thôi. Và sân bay Phan Thiết cũng sẽ hoàn thành vào năm 2023, sẽ giúp kết nối dự án nhanh hơn với các thành phố lớn, và vì thế sẽ làm tăng khả năng cho thuê khai thác các second home tại đây. Là một người đam mê tìm kiếm và sưu tầm các bất động sản, thì đối với Diễm, những bất động sản mà nằm ở vị trí đắc địa và giới hạn về mặt số lượng là một cơ hội rất là tuyệt vời để mình có thể đầu tư và gia tăng tài sản. Thì đối với dự án Nova World Phan Thiết thì Diễm cũng đã quyết định mua cho mình 3 sản phẩm. Đầu tiên đó là căn biệt thự ở khu BGA, ở Golf Villa. Và thứ hai đó là biệt thự Waikiki. Và cái thứ ba đó là nhà phố Ocean Residence, sản phẩm mới nhất mà Diễm vừa đầu tư. Thì là một người mê golf cho nên Diễm nghĩ rằng ước mơ có được một cái căn biệt thự mà nơi đó mình có thể thỏa sức sống trong không gian golf cũng như là theo dõi những cái trận đấu golf quốc tế là điều rất là tuyệt vời. Cho nên BGA Golf và Villa là sản phẩm đầu tiên mà Diễm rất là thích. Cái thứ hai, Diễm có con nhỏ đó. Nếu như mà con của mình được chơi trong những cái không gian mà đầy sức sáng tạo và vui chơi thỏa sức cũng rất là tốt đúng không ạ? Cho nên Diễm đã chọn một căn là Waikiki nằm sát ngay công viên giải trí Nova Dream Adventure World. Và Diễm cũng đã quyết định là đầu tư Ocean Residence, một sản phẩm rất là khác biệt. Bởi vì Diễm tin rằng đây là sản phẩm cho thuê tốt đối với những ai mà muốn đến với Phan Thiết để nghỉ dưỡng lâu dài, có thể là 3 tháng, 6 tháng. Cho nên đây là cái tiềm năng mà Diễm nghĩ trong tương lai Phan Thiết sẽ rất là nở rộ, đặc biệt ở một cái tổ hợp mà đã được đầu tư bài bản và chỉnh chu như thế này. Là một người con của xứ biển cho nên mỗi khi mà Diễm quay trở về với không gian mở như thế này, không gian biển như thế này, Diễm cảm thấy rất thoải mái và đầy năng lượng.
Đặc biệt là ở dự án này thì các bạn cũng có thể thấy đó, ở cái bãi biển mà Miami Bikini Beach, chúng ta có thể thấy biển rất đẹp đúng không? Bãi cát trắng và hở nắng vàng rực rỡ luôn. Ngoài ra thì trên bãi biển còn rất là nhiều những cái điểm check-in để chúng ta ghi lại kỷ niệm trong một chuyến đi đến đây. Diễm biết rằng trong tương lai bãi biển ở đây sẽ rất là sôi động với nhiều hoạt động như là thể thao mạo hiểm nè, lướt ván, tiệc đêm và những sự kiện giải trí, ẩm thực sẽ được diễn ra tại đây và đem đến một diện mạo mới cho cái vùng biển của Phan Thiết. Bên cạnh đó thì rất là nhiều những cái nhà hàng đã được sẵn sàng để phục vụ chào đón du khách rồi. Ví dụ như là Dynasty House nè, hay là Celery BBQ nè, hay là Âu Lạc Đỏ Brazil và Marina Club nữa. Lần tới mà Diễm quay trở lại đây chắc chắn là Diễm sẽ thử những món ăn mang đậm phong cách Nam Mỹ của nhà hàng Âu Lạc Đỏ Brazil. Diễm đang bước chân trên dãy phố Shop House mặt tiền biển và theo Diễm thấy thì dãy phố này đã được hoàn thiện diện mạo vô cùng bắt mắt bởi những thương hiệu nổi tiếng và quen thuộc như là Lotteria, Baskin Robbins, Tim Fortan. Và trong tương lai, đây cũng sẽ được mở rộng để đáp ứng đầy đủ thêm nhu cầu cho khách du lịch và cư dân tại đây. Diễm đang có mặt ở phân khu đầu tiên của Nova World Phan Thiết là phân khu Florida. Và mỗi khi đến đây thì Diễm lại có cảm giác là mình được sống trong tinh thần và không khí của vùng biển nước Mỹ vậy. Màu sắc rất là sinh động, rực rỡ cùng với kiến trúc ngôi nhà mà ở trong vườn hướng ra biển tuyệt vời đúng không ạ? Nếu như mà những ngôi nhà bên ngoài được hoàn thiện với nhiều màu sắc khác nhau đem đến sự sống động cho vùng biển Phan Thiết này thì nội thất bên trong lại có tới 11 chủ đề với 4 tông màu là xuân hạ thu đông và đặc biệt là theo phong cách của một beach house, một ngôi nhà ven biển mà Diễm cực kỳ thích luôn. Một điều mà Diễm cũng rất là thích ở phân khu Florida này là xung quanh gần như là có đầy đủ tất cả các tiện ích để giúp cho cư dân cũng như là khách du lịch có thể là tiện lợi hơn trong cái việc là phục vụ cho cái chuyến đi của mình ấy. Ngoài ra, theo như thông tin của Diễm được biết là quý 4 của năm 2021 thì phân khu Florida sẽ được bàn giao. Mà cái này công nhận là Nova World làm dự án nào hay là làm sản phẩm nào được bàn giao rất là đúng tiến độ nha. Một trong những lý do để Diễm quyết định đầu tư ở căn biệt thự BGA Golf Villa là bởi vì Diễm rất là yêu thích bộ môn golf và cụm sân golf BGA ở Nova World Phan Thiết thì đã sở hữu bản quyền độc quyền của Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Mỹ BGA đủ tiêu chuẩn để có thể là tổ chức những giải đấu quốc tế và đây chính là điểm hấp dẫn mà khiến Diễm đầu tư đó. Tọa lạc trong lòng cụm sân golf đẳng cấp này chính là căn biệt thự BGA Golf Villa, phong cách thiết kế với mặt kính mở rộng cửa để giúp Diễm thu trọn vẹn toàn cảnh sân golf, theo dõi các giải đấu danh giá ngay tại thềm nhà. Toàn bộ khu này được quy hoạch theo mô hình khảm bao và quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa. Căn biệt thự này là lựa chọn tuyệt vời để tận hưởng cuộc sống, cũng như là nơi mà Diễm có thể kết nối, xây dựng các mối quan hệ và đầu tư. Và sau một ngày đi tham quan Nova World Phan Thiết thì Diễm lại rất là tin tưởng vào quyết định đầu tư của mình một lần nữa khi mà thấy mọi thứ được triển khai rất là nhanh và bàn giao đúng tiến độ, đặc biệt là cái cụm mà Florida đó đã đi vào bàn giao rồi. Thì Diễm tin rằng trong tương lai khi mà hệ thống toàn khu đã được vận hành sẽ rơi vào đúng cái điểm rơi là hệ thống giao thông huyết mạch đã được thực hiện xong thì đây là một cái điểm rơi rất là tốt cho các nhà đầu tư như Diễm. Và Diễm cũng tin tưởng rằng Nova World Phan Thiết sẽ là một điểm đến hấp dẫn dành cho du khách trong nước và quốc tế. Còn bây giờ thì Diễm sẽ quay trở về thành phố Hồ Chí Minh, quay trở lại công việc và gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.